Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Gaming LDK. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download một video trên YouTube về máy tính. Mình ví dụ một cái video như đây, cái video của channel Got Talent này đi. Đây, nếu các bạn muốn download video này thì các bạn chú ý đến phần mã nguồn, cái URL này, cái link này nè. Đây, nơi đó mình viết to ra cho các bạn xem đây. Ví dụ như là mình có một cái link như thế này. Thì ở chỗ này, trước chỗ YouTube và sau dấu chấm này, các bạn thêm cho mình chữ SS. Đây, cái link nó sẽ ra như thế này. Đây, đó, thêm chữ SS và các bạn nhấn Enter. Và sau khi nhấn như vậy, nó sẽ chuyển qua một trang khác, đó là trang Free Online YouTube Download. Và ở trên phần này nó sẽ hiện ra cái link, tức là cái phần mà cái Brighton Got Talent nãy mình mới mở đấy. Thì cái link download của nó đây. Phần này thì nó đang chạy ra cái đoạn video đó mình download. Lâu nhỉ? Số kỳ thế nhỉ. Nếu bị lỗi vậy thì các bạn hãy bấm vào cái nút mũi tên chỗ này nào để cho nó tải lại lần nữa. Cái đoạn này mình sẽ cắt đi cho video nó nhanh nha. Rồi, sau khi các bạn bấm vào chỗ này thì nó sẽ tải ra như thế này. Một cái mục người ta đề sẵn là MP4 720p, các bạn có thể chỉnh xuống 360, 480 và nhiều thứ khác. Và mình khuyên các bạn dùng MP4 nha. Rồi các bạn bấm vào download. Đây, nó sẽ ra cái mục download như thế này. Và 266m lận. Ví dụ như các bạn muốn cho nó nhẹ hơn thì các bạn chọn cái tối ưu hóa này nè, cái B này nè, tức là cái phần độ phân giải. Hay là để các bạn xem HD thì chọn 720, không thì bạn chọn 360 thì nó sẽ nhanh hơn. Đây, đấy, thì nó chỉ có 116m thôi và nó nhanh hơn rất là nhiều. Và đợi sau khi nó tải về thì các bạn có thể up lên trên YouTube tùy thích, và hoặc là xem ở trên máy tính. Nếu như máy tính các bạn bị mất wifi hoặc mất điện, đặc biệt xem trên laptop nhé. Và video hướng dẫn của mình đến đây kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha.